Ở bên đây không có tụi nó như mất cánh tay vậy. Này, tụi con giống như là ai chọc mình làm đi. Không sai được ông rồi. Trinh. Ủa Trinh Nguyễn hay Trinh Võ ta? Trinh Nguyễn nè anh ơi. Trinh Nguyễn mà Hồ Chí Minh á, ghi ở bãi. Trinh Nguyễn 668 Hồ Chí Minh. Hai cái áo một trắng một tím. Hai cái 150.000. Bảy ơi. Bảy ơi nhảy bảy coi bảy bà rảnh. Ở đâu vô vậy bà nội? Chết đâu nghe mùi thúi vậy bà nội? Hai cái 150.000 nè anh. Trinh Nguyễn. Giống quỷ sứ ghê chị. Không biết có ai kêu chị giống quỷ sứ không? Chứ anh thấy chị giống quỷ sứ lắm rồi đó. Ha. À, chết đâu nghe mùi túi vậy bà nội. Hello mấy chị ơi, cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị ha. À, Bích Thủy 8 năm rồi gặp lại. Ủa tưởng nay nghỉ đi khắp. Mới về đó bà nội. Mới về đó bà nội ơi. Con khổ quá mà. Thiệt chứ. Con khổ với mấy mẹ quá mà. Bấm giùm em cái nút chia sẻ đi mấy chị. Thôi Lục Bình. Em chuyển, dạ em chuyển khoản luôn. Em nhờ tao lấy khoản, ok em. Anh ơi, cái nick huynh đệ đang nhắn tin nó vô chuyển khoản đi 280. Ờ lấy gì quên mất mẹ. Ừ 280 cộng 20k ship. Mấy chị chờ em 1 phút 30 giây mấy chị ơi. 1 phút 30 giây thôi nha. Giải quyết hết từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên ha. À, giải quyết hết mà. Chờ em 1 phút 30 giây đi. Ăn ón giang hồ. Ghi là huynh đệ. Để chịu khổ. À, có gái Phương Trinh Đòn. Rồi em xin mỗi chị một nút chia sẻ nha mấy chị nha. Xin á. Bữa nay mình dùng từ xin đó mấy chị. Xin. Chị nào thương thì cho giúp em, còn không thương khỏi cho cũng được. Anh ghi Hoa Lục Bình nè. 250 của Hoa Lục Bình Hồ Chí Minh 786. Hoa Lục Bình Hồ Chí Minh 786. Giờ bữa nay tụi nhỏ nó đi hết rồi nên phải từ từ. Ai muốn nhanh cũng không có được ha. Rồi 250 là của Hoa Lục Bình. Giờ lên gì cho mấy chị. À đồ chưa. Đồ chưa. Nhắn tin chốt là chị đúng rồi chị Kha. À cho 5 lượt luôn. À chị Yên ơi nhờ. Má thì mấy quỷ e cháu nó đi chơi hết trơn. Giờ chỉ có hai vợ chồng già thôi. Cho nên tối nay là mấy chị đừng có hối em ha. Tối nay mà mấy chị hối em cái em cắn lưỡi em chết luôn. Hồi nãy chị Hành có lấy áo đá không? Thiệt lòng. Bây giờ em sẽ lên cái hàng này cho mấy chị trước nè. Em lên cái hàng mà hồi trưa mà áo tung mà hai cái 150.000 á. Thì tối hôm nay em sẽ lên cái này cho mấy chị trước nha. Nha mấy chị nha. Nè 150.000 hai cái làm ơn mua cho mau mau một cái ha. Chứ không có ở đâu mà ở đâu mà bán cái áo kiểu cô tông 100% mà bán rẻ như thế này đâu mấy chị. Không có ai bán rẻ hết trơn hết trọi ha. Lưu ý giùm em nha. Cái áo này là không có ai bán rẻ đâu. Ok chưa? Tao nghĩ là chưa mua là chưa có gãy đâu, mai mới gãy. Trắng đen vàng và xanh lá đậm. Trắng đen và trắng đen vàng và xanh lá đậm. À, trắng đen vàng. Vàng không có. Nè em coi từ mấy cục hàng này còn cục nào không. Anh đang tiết vỏ đó anh.
đây còn cái vàng này. Rồi, 4 cái 300 của anh Lê Tiết Võ. 4 cái 300. Đây mấy chị ơi, lên áo cho mấy chị coi nha. Áo này là 150 ngàn, 2 cái 60 đến 88kg cũng vừa. Nói chung là nếu mà chị nào chịu mặc ôm thì 90kg vẫn vừa ha. Dạ hết rồi chị. Rồi áo này là màu rêu nè, chú giùm em màu rêu cô Tâm nha, màu đỏ cô Tâm mấy chị, màu đỏ nè, chốt giùm em màu xanh lá nè, màu xanh lá cô Tâm nha. Mấy cái này mà mấy chị nào mà đã mặc cái mẫu này rồi là mặc sướng lắm. Màu cam, cái này chốt giùm em là xanh gì đây, xanh cobalt đây ha. Cái này là xanh đen nè, cái này là con xanh đen, nó nhiều màu lắm, rất là nhiều màu mà rất là nhiều cái hình in ha. Con này là màu xám nè, con này màu trắng nè, con này tím đậm nè, nói chung là nhiều màu lắm, đỏ nè, cam đất, con này là sáng nè mấy chị, sáng đó. Chị nào chốt hai áo 150 ngàn chốt lên giùm em, hai áo 150 ngàn quý vị ơi, hai áo 150 ngàn lên giúp em nha. Chị nào chốt thì chốt nhanh giúp em, hai cái 150 ngàn, hai cái 150 mấy chị ơi, hai cái 150. Chị nào chốt hai cái 150 chốt lên giùm em, hai cái 150, hai cái 150 ngàn ha. Chốt giùm em hai cái 150 ngàn quý vị ơi. Đây, chị nào chốt hai cái 150 thì cứ chốt giùm em hai cái 150 nha mấy chị ơi, hai cái 150. Còn chị nào muốn ưng áo khoác thì em lên lại áo khoác cho mấy chị ha. Chị nào muốn ưng áo khoác thì em lên lại áo khoác cho mấy chị nha. Và số điện thoại khác nha. Áo này size 100kg mà không vừa đâu chị Vi Thiều. Áo này size 100kg mà không vừa đâu ha. Size 100kg là mặc không vừa cho nên chị đừng có chốt. Chốt vô xem. Cái dâm đó hả? Không, cái dâm này hàng xuất không có đâu. Cái này có một cái duy nhất rồi. Anh Tư đưa cái hàng xưởng vô giùm em cái anh Tư. Vô hàng xưởng. Cái dâm á chị, cái dâm. Cái con này con dâm hàng xuất chị. Cái con dâm mà cách đây mấy bữa em có đăng cái hình em chạy trước xe hơi á. Là con dâm đấy đó. Rồi lên tiếp đồ tạ, đồ cho mấy chị nè. Mấy bao gì nè. Xám với rêu của Bình Thương. Xám nè. Với rêu. Rồi hai cái này của Bình Thương nè. Hai này 150 của Bình Thương. Bình Thương còn gì nhà chị ăn 80 nè. Đồ bộ quần váy có Nhung Lê. Nói chung là hàng nhà em là bán hát quá chị. Hàng nhà em bán hát chủ yếu là em like. Chủ yếu là em like kịp cho mấy chị hay không thôi ha. Chủ yếu em like kịp cho mấy chị hay không thôi. Cái đồ nhà em này bán hát. Rồi mấy chị ơi, em về bộ này nhưng mà bộ này vải đẹp đó nè. Bộ này bộ sắn ngực mà tay đẹp không. Tay rất là dễ thương ha. Rồi chốt giùm em bộ đen bò. Chốt giùm em bộ đen tay phối bò. Bộ này là sắn ngực vải mềm lắm nha. Ở trước là sắn ngực nè. Cái tay rất là dễ thương nè ha. Chốt giùm em bộ đen phối bò. Đen phối bò quần chín tóc vải rất là mịn ha. Rêu với xanh cobalt. Rêu. Rêu nè. Với xanh cobalt của chị Nguyên Phạm quận 12 nè. Hai cái này 150 của Nguyên Phạm quận 12. Dạ chờ em chút cho anh Hoàng. Rồi set 9 tóc nha. Chị nào chốt cái set 9 tóc chốt giùm em. Set này là 240. Chốt giùm em là đen phối bò 240 mấy chị ơi. Đen phối bò 240. Chị nào chốt đen phối bò 240 chốt giùm em đen phối bò 240 nha. Đen phối bò 240. Lưu ý giúp em nha. Đen phối bò 240 và có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg đen phối bò. Chị nào chốt tiếp đen phối bò chốt giùm em lên size kèm số ký. Bộ này vải mịn lắm. Bộ này vải rất là mịn ha. Dâm vét mà ống rộng. Dâm vét ống rộng. Kiếm mẫu gửi chị. Thấy chị Aero Phạm thấy. Em trả lời chị là không có bộ thể thao đó rồi mà thể thao sale hết rồi chị. Thể thao sale rồi chị ơi, sale sạch sẽ rồi. Cho nên hiện giờ là trong nhà không có cái bộ đó chị. Không có bộ đó. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha.
tám bảy ký, lấy áo lấy rồi, chưa lấy bốn cái rồi. Chị Minh Xu Hồng nè, Minh Xu Hồng 240. Dạ Minh Xu Hồng 240. Bộ này vải đẹp. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Bộ đỏ mấy chị ơi, đẹp không? Mấy chị ơi coi giùm em bộ đỏ nè. Bộ đỏ rất là đẹp nha. Bộ đỏ em may theo cái mẫu ở trên mạng á mấy chị. Mặc lên cực kỳ xinh, rất là xinh nha mấy chị nha. Bộ đỏ, cái tùng áo nó cũng đẹp nha mấy chị. Cái tùng áo nó cũng lạ và đẹp. Cái tùng áo nó cũng vừa lạ và vừa đẹp. Đây mấy chị, chốt giùm em bộ đỏ kèm với quần đen dài. Bộ này là 250 ngàn, 250 ngàn bộ đỏ kèm quần đen dài. Bộ này cũng 4 size mấy chị, dưới 70, dưới 80, dưới... Trời ơi, trời ơi, xuống giữa sò tôi chứ. Con vợ la muốn chết luôn nè. Trời ơi, phí nữa chứ trời ơi. Đỏ phối đen quý vị ơi, đỏ phối đen là 250 ngàn đỏ phối đen. Chị nào chưa chốt bộ này có áo kiểu có chị Trúc Ly. Trưa nay em lên quá trời kiểu chờ chút em lên lại áo đá nha mấy chị. Mấy chị chờ em chút xíu nha, lên lại áo đá nha mấy chị. Không có nôn được đâu mấy chị ơi, mấy chị nôn cái em cũng rối ở trong lòng luôn. Em không có làm gì được luôn á, thật sự luôn. Anh tao lấy giùm em hai bộ này size L anh tư. Hai bộ trong bao nè. Mẫu mùa đông Ngọc Minh, trời mấy chị chờ em chút được không mấy chị. Thật sự là em còn 2-3 bao đồ Quảng Châu mà cao cấp mà nặng ký luôn á. Thật sự luôn. Cho nên mấy chị chờ em tí xíu đi mấy chị. Ha. Chờ em một tí. Có mẫu mùa đông lên mùa đen, chưa lên mùa đen. Bây giờ chị Vui Tu lấy quần đen nào thì chị cứ báo em lấy chị chứ. Nó cũng né né nhau hết á chị. Rồi đây là set rêu mấy chị, hôm nay giờ set không hay sao? Đây là set rêu tay cánh tiên và có đính ngọc trai. À, set rêu tay cánh tiên và có đính ngọc trai set này. Rồi set rêu này là quần gì? Set rêu này là quần chính tóc mấy chị. Rồi set rêu này bán cho mấy chị. Đang mặc là cái dùm không có hàng đó anh em tiếng vỏ. Để bốn cái áo thun cho chị rồi nha. Cái set này là set dùm 240 chính tóc. Ha. Chị nào chốt dùm hai, chị nào chốt set rêu 240 chính tóc chốt lên giùm em nha. Dùm 240 chính tóc nè. Dâm 249 tóc. Có quần tay. Mình người mập mình đâu có mâm, mình đâu có mặc đáy ngắn được đâu chị Khang Nguyễn. Đáy vừa mặc vặt lắm. Đáy tới rúng hoặc là nhỉnh lên rúng chút xíu thì. Chứ mình đâu có may đáy ngắn được chị Khang. Không thể nào may đáy ngắn được hết trơn hết trọi ha. Rồi còn một mẫu nữa sẵn lên luôn. Sẵn lên luôn cho cái hàng xưởng cho nó xong. Hình như đầm. Hình như đầm mấy chị. Xinh không? Đầm nhung. Đẹp không? Đó. Rêu, anh ơi, rêu 2XL của Minh Xu Hồng. XXL của Minh Xu Hồng. Chờ chút Khai ơi. Sẽ có rất là nhiều hàng. Thật sự là hàng nhà chị á, nếu mà đi sale á, là một tháng không hết hàng. Thật lòng luôn. Mấy chị thấy hàng mới một ngày em về biết bao nhiêu, mà hàng ra em không có bao nhiêu đâu. Hay nha. 240. Thì mấy chị tính thử đi mấy chị. Mấy chị tính thử đi. Minh Xu Hồng 240. Hàng thì ngày nào em cũng về bao tải á. Bao nhiêu hàng Quảng Châu chưa vui kịp luôn. Rồi đầm nhung mấy chị ơi. Đầm nhung. Chị nào chốt mẫu đầm nhung này chốt lên giùm em đầm nhung. Đầm nhung này cổ rộng nè. Cổ hơi rộng nha. Cổ hơi rộng. Và mẫu giống như mẫu công sở không? Dễ thương không? Rồi đầm này 280 ngàn đầm nhung. May bộ dâm giống bộ đang mặc đi đẹp đó. Dạ để em đang may. Em đưa cái hàng này xuống cái công sở em nó cho mất đồ luôn. Cho nên ít khi nào mà mua kiểu như đồ hàng xúc á, đồ hàng xúc là lâu lâu có một cái á, là chị mới biết sao đưa xuống dưới xong nó may cái nó quăng mất mẹ cái giùm em luôn. Bao nhiêu lần đưa đồ đẹp xuống đều vậy á. Đây mấy chị, đây là Nhung ơi. Ơi con đầm này rất là dễ thương nha Nhung nha. Con đầm này dễ thương cực kỳ luôn, nói chung là dùng từ tuyệt vời là con đầm này ha. Rồi chị nào chốt đầm nhung chốt giùm em đầm nhung. Chị nào chốt xếp bộ chốt giùm em xếp bộ ha. Xếp bộ nhìn váy đấy được nhỉ. Rồi chị nào chốt đầm nhung thì chốt nha.
ăn dỗ này, ăn đưa hèn suy yếu cho em này mày. Đưa bốc bốn vào nào, bốn bao đồ xuống này, đưa xuống này chứ. Được không? Đây là bỏ vô đây nè. Giờ em lên lại hồi trưa chị nào chưa mua áo thun đá. Để ra xuống mua phở cho ba. Để con đang mua phở cho ba đó. Mua phở gần nhà ba hả? Ba ngồi chờ một chút đi. Chết em rồi, chết nhỏ trong trụ điện rồi mấy chị ơi. Chết.
Dạ hai cái của Ngọc Nhung Lê Hái Viền. Ngọc Nhung Lê hai cái 180. Chị Kim Lân Nguyễn hai cái nè con xì. Rồi hai cái của Kim Lân Nguyễn. Kim Lân Nguyễn hai cái. Minh Xuân Hồng hai cái nha chị Nguyễn Hồng Nhung. Nhung ơi bên Yên là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha Nhung. Hàng có gì thì báo Yên giải quyết nha. Đây Nguyễn Hồng Nhung hai cái. Minh Xuân Hồng hai cái. Hai cái 180. Hai cái 180. Có viền chị, có viền. Chị Nhung cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Tại vì bên em không gọi điện chút nào mà bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận á. Cho nên mấy chị mua lưu ý giùm em nha. Có viền và không viền của Jenny Nguyễn. Jenny Nguyễn inbox cho xin địa chỉ số điện thoại nha Jenny Nguyễn. Rồi Jenny Nguyễn hai cái nè. Jenny Nguyễn hai cái. Lớp kim không viền một cái. Một cái hả chị Thúy Nguyễn thành phố. Rồi lớp bịch xanh như vi. Anh ơi cái này khó ghi quá. Rồi Thúy Nguyễn thành phố. Còn thiếu cái đầm nữa. Anh bóc cái đầm đen viền trắng kìa, phía trên nè. Cứ comment lên đi. Đó đầm đen viền trắng đúng, lấy cái XL để cho Thúy Nguyễn thành phố. Thúy Nguyễn thành phố là nền em bé nè. 280 còn 90 ha. Lấy ghi một viền một phong, ok đủ rồi nha. Cái này là 280 đúng không? Cái này là 280 đúng rồi. 90 với 280 đổ Quỳnh Như hai cái là 180 ngàn nè. Hai cái của đổ Quỳnh Như nè. Rồi ai nữa? Trời ơi, không có đứa nào nhắn tin luôn. Jenny Nguyễn có chứ vậy? Một cái viền một cái không viền không? Đổ Quỳnh Như có rồi nè. Hai lấy kiên có viền của Hồng Mỹ Chi. Ôi hai chị ơi, hai chị khách mới nè, nhắn tin giúp cho em được không hai chị? Hồng Mỹ Chi là khách mới nè. Rồi hai cái này của ai? Hai cái này của Hồng Mỹ Chi nè. Dạ xuyên trần của khách cũ phải không? Xuyên trần. Lấy cái này 90 ngàn cái nha. Xuyên trần nè. Xuyên trần hai cái nè. Xuyên trần hai cái. Chết mẹ à. Lấy kim hai cái 73 ký địa chỉ cũ. À, một cái viền. Nguyễn Lý ơi vô chọc tin nhắn lên chị hoặc cho ba số điện thoại được không? Thế cái bill nào khách mới qua này anh? Chị gì ba chữ Nguyễn, quá. Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung hả? Chết mẹ à. Từ từ nha em nhắn tin cho khách bây giờ mấy chị muốn nữa. Muốn nhanh cũng không có được luôn á. Bây giờ mấy chị muốn nhanh Nguyễn Hồng Nhung rồi em thấy chế rồi. Ồ Nguyễn Hồng Nhung này khác mà. Nguyễn Hồng Nhung. Ngày 7 tháng 11 không hả? Nó đang sốt mà ba. Nó đang sốt nhập viện mà. Rồi Nguyễn Hồng Nhung mới copy nè, mới nhắn tin nè. Em đang nhắn tin cho Nguyễn Hồng Nhung nè. Biết sao không? Em xóa cái tin nhắn trên này chứ. Chứ chị mà để tin nhắn trong này á là chị bị lừa liền luôn á. Thật lòng. Còn một cái máy của em nữa đâu mà trời. Chờ em chút quý vị ơi. Không có mấy đứa nhỏ ở nhà. Anh vô được Nguyễn Hồng Nhung không anh? Xin lỗi mấy chị nha. Tập kệ tối nay có mình em với ông Bảy à. Cho nên mấy chị chờ giúp em chút xíu. Đây nè, được không? Nguyễn Lý nè. Từ từ nha. Jenny Nguyễn vô cho địa chỉ số điện thoại gái ơi. Nguyễn Lý nè. Nguyễn Hồng Nhung cho bên này nền khác, nền kia khác ta. Này cái gì khác. Nguyễn Lý là một cái có viền mà một cái không viền. Ok Nguyễn Lý. Rồi đây. Nguyễn Lý hai cái. 180. Nguyễn Lý số điện thoại 513 nè. Rồi 513 hai cái của Nguyễn Lý. Trời ơi, thương em, chờ em chút mấy chị. Lấy một cái có viền của Thúy Ninh Nguyễn nè. Thúy Ninh Nguyễn. Được chưa anh? Không vô được, không biết. Vậy thôi, để em làm. Không
lấy địa chỉ luôn. Cũng không 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 không. Ý lên Nguyễn Chính vô Trực. Nè, mới vô nè. Thôi hả, cảm ơn chị nha. Thì Dung chào chị. Em xóa cái địa chỉ số điện thoại Hồng Nhung trên này nha, chứ không để bị lừa đó. Trang Nguyễn nãy giờ có cho anh coi thử. Trang Nguyễn hai cái hả? Trang Nguyễn chưa có. Rồi Trang Nguyễn nè. Ho Trang Nguyễn. Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn hai cái có việc. Hằng Nguyễn nhắn tin địa chỉ số điện thoại. Nha, nhắn tin ba số điện thoại đuôi Hằng Nguyễn này, Hằng Nguyễn khách cũ nè. Hằng Nguyễn hai cái con nốt tỉnh đi anh ơi. Nguyễn Lý có rồi, Nguyễn Lý ơi. Nguyễn Lý có rồi. Khách cũ vô ngón tay giùm em cái nha. Nhôm chị thấy rồi, nhôm thông cảm nha. Tại bữa nay mấy đứa nhỏ nó đi hết trơn hết trọi rồi. Cái mình em với chồng em làm không có kịp công việc đó, cho nên mấy chị chờ chút. Bữa nay có like chậm thì cũng chờ chút ha. Bữa nay có like chậm cũng chờ em chút. Đang bán quần legging mấy chị. Đang bán quần legging nha. Đây. Quần legging. Khá Nguyễn kia một cái không quen gì đó. Thấy rồi. Đây nè, trời ơi, 60 đến 90kg vải hơi bị mê luôn mấy chị. Ha, à, thấy chị Tùy Dung. Vải hơi bị mê luôn. Anh coi thử ra nốt đi anh ơi. Nói chung là 60 đến 90kg quần legging có viền mà không viền. Mà em á thì em thấy có viền với không viền cái nào vải cũng đẹp. Cho nên mấy chị chốt cái gì mấy chị chốt 90 ngàn một cái nha. Có viền với không viền. Tùy mấy chị chốt thôi ha. Có viền cũng được mà không viền cũng được. Một cái 90, mấy chị muốn chốt bao nhiêu cái mấy chị chốt giùm em. Cái này hàng Quảng Châu này mấy bữa em bán vài trăm rưỡi mấy chị ha. Thấy rồi, thì mấy bữa là em bán tới 150 đó mấy chị. Cho nên chị Hồng Nhung này là chị cho địa chỉ ngoài hả? À, chọn anh chưa? Để lấy đâu? Copy qua rồi hả? Để em có copy mà. Chị Hồng Mỹ Chi em thấy rồi. Ủa thiệt chứ. Mấy đứa nhỏ đi cái là muốn giống như rắn bắt đầu. Rồi có rồi. Cái nhỏ đi cái là coi như rắn bắt đầu ấy mấy chết. Nhưng mà kệ nha, thông cảm giúp em cái lâu lâu có ngày chứ không phải có hoài. Hồng Mỹ Chi các cụ biết rồi. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp mẫu gì đây, em chưa biết mẫu gì luôn. Chưa biết mẫu gì luôn. Hôm nay em lên cho mấy chị mẫu gì em cũng chưa biết mẫu gì. Để em mở ra em coi được em đang bán mẫu gì. À đó, xếp bộ mấy chị, xếp bộ đá. Xếp bộ nhung đá. Xếp bộ này mà hàng Quảng Châu cao cấp là giá hơi bị cao. Nhưng mà mấy chị biết sao, nó chỉ có một size thôi, là nó có size 60 đến 82, 83 kg bộ nhung. Rồi bộ này bán cho mấy chị với giá nhiêu? 220 ngàn cho hết hàng. 220 ngàn một bộ nhung như thế này. Nói chung là 60 đến 85 kg là ok mấy chị. Rồi nhung đá, chốt lên giùm em nhung đá 220. Ơi mấy chị, 220 mấy chị mua là hơi bị rẻ luôn. Bộ này lấy em ba cái quần nhé, 87 kg chừng nào em nhận rồi gửi cái tại em không có nhà. Ok Ngọc không viền hai cái khách cũ của Trần Chi. Trần Chi vô chọt dùm ngón tay được không Trần Chi? Trần Chi hai cái không viền anh ơi. Trần Chi cho ba số điện thoại đuôi sau Trần Chi ơi. Vì cái Trần Chi biết anh tại vì không có có chữ. Trần Chi cho ba số điện thoại đuôi sau. Ngọc Trinh lấy ba cái. Ok chị. Ngọc Trinh lấy ba cái. Vi Trần Chi đi. Rồi Trần cho hai cái trăm thì cũng vậy 980 đúng rồi. Ngọc Trinh Nguyễn nè, Trần Chi vô chọt ngón tay hoặc là cho ba số điện thoại đuôi sau đi. Ngọc Trinh Nguyễn 93 2 7 2 7 9 3 5 7 2 7 nè. Rồi mấy chị ơi, 60 đến 85 kg bộ nhung rất là đẹp. Bộ nhung em có hai màu thôi ha, màu đen và màu đỏ, một size màu đen và màu đỏ. À, đen và đỏ ngu xì mấy chị ơi. Bộ đá đẹp quá trời. Nhung này giờ chế không vừa đâu. Em có nhung đỏ và nhung đen quý vị. Em có nhung đỏ và nhung đen nha. Ha, nhung đỏ và nhung đen. Cái hồi nãy là nhung đen đúng không? Còn đây là nhung đỏ. Ha, 223 anh ơi, chốt giùm em Trần Chi. Nè, cái này là nhung đỏ nè. Đây, nhung đỏ mấy chị ơi. Thời có huy hoàng không ạ? Để coi thử là gái.
bữa nay nó không có ấy lên em, bữa nay nó không có dán cái mạc lên xong rồi mà nó y chang mẫu bữa trước vậy đó, y chang mẫu bữa trước luôn, bữa nay nó không có dán logo sau cổ, nó đỡ là LQ. Đúng rồi, phải đưa ba mẫu khác nhau đó chị Trinh, đâu có đưa ba mẫu được. Đồ nhung à, chị đang ngực nhiêu? Nói chung là ngực 115 là vừa luôn chị Hạnh Mỹ, em chưa tính đồ co giãn nha mấy chị, ngực 115 là vừa luôn, em chưa tính đồ co giãn nha chị Nhung, ngực nha chị Hạnh Mỹ, ngực 115 em chưa tính đồ co giãn, ok chưa mấy chị, ok ha. Nói chung là bộ nhung đen hoặc bộ nhung đỏ bộ nào cũng xuất sắc á, bộ nào cũng xuất sắc cực kỳ luôn. Chị nào chốt nhung nào thì chốt lên giùm em nhung đó ha, nhung đen và nhung đỏ, nhung đỏ và nhung đen. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, tiếp tục. Hôm nay em lên với mấy chị mã áo này hơi mắc một chút, nhưng mà mẫu áo, mã áo có cổ đẹp quá, mã áo có cổ đẹp quá. Nhung bộ 220 Huỳnh Thị Hồng Phúc. Trời ơi mấy chị mà mặc cái nhung này vô là mấy chị mê lắm, vải nó cực kỳ mê, rồi cái vải không mấy chị cũng mê nữa mấy chị. Từ em coi cái này, áo này hình như là 200, nè mấy chị coi giùm em mẫu áo nè, mấy chị coi mẫu áo này hôm nay về nè, đẹp chưa, mẫu áo có cổ giống như áo cá sấu ở chỗ sâu có kim tuyến ha, ngực 115 vừa á chị, chốt chị chốt màu gì chị báo giùm em bill của em đi chưa, em đang xem á chị, coi thử hồi sáng em chụp hình bill qua chị chưa. Lý Hải Yến chụp hình qua là đi rồi, còn chưa chụp hình qua là chưa đi. Chị Yến, chị Yến vô tin nhắn coi giúp em ấy. Chị Yến vô trong tin nhắn coi giúp em ha, coi lại bộ nhung mà chị nghe bỏ, bộ nhung này chị nghe bỏ mặc cũng được đây, chưa tính độ co giãn nha, chưa tính độ co giãn là ngực đã 115 rồi ha. Không, bộ này chị nghe mặc cũng được nè, bộ này rộng chị nghe mặc được, bộ này chị chín, chị nào 90kg mặc sướng lắm, chị nào 90kg cũng vừa nữa. Em có nhung đen và nhung đỏ nha chị nghe, em có hai nhung, một là nhung đen hai là nhung đỏ, mấy bộ này mấy chị mặc mê lắm, mà nhung này mặc nó không có quê nha, mà nó rất là sang chảnh ha, rất là sang chảnh, mà chỉ có 220 ngàn thôi. Rồi em lên áo cho mấy chị nè, áo này là 200 ngàn, em có màu đen cho mấy chị coi luôn nè, màu đen và màu đỏ, đỏ nè ha, đỏ nè, rồi vàng nè, cái mẫu vàng là đẹp nhất, mấy chị coi người mẫu mặc là mấy chị biết liền màu nào đẹp biết liền. Vàng nè, ở sau lưng nó có cánh đại bàng nè ha. Rồi mấy con này là 200, nhưng mà để em coi phơm cái, em coi phơm một phát mấy chị, coi phơm một phát. Lý Hải Yến lấy bộ nhung đen, Lý Hải Yến 220 nè, gửi giùm em Lý Hải Yến 220 đây mấy chị. Giày mà không mặc là chừng nào mặc nữa mấy chị, giày không mặc chừng nào mặc nữa quý vị ơi. Hàng Quảng Châu sao có tới 100kg, nó tùy mẫu à chị Thu Lê. Mấy chị ơi, hàng này không mặc thì chừng nào mấy chị mặc nữa. Áo 200 ngàn nè, cô tông lụa 200 ngàn, vải rất là đẹp luôn. Không mặc thì chừng nào mặc nữa, đơn giản như vậy thôi. Có số 2, số 2 là đã dưới 80 mấy ký rồi nha, số 2 là đã dưới 85kg rồi, còn số 3 dưới 95-97kg nữa. Rồi chốt giùm em số 2 và số 3. Em có mã đen nè, em có đen nha, em có vàng ha, em có vàng và em có đỏ. Dạ em có vàng, mà cái màu vàng là cái màu đẹp nhất em quý vị, màu vàng là cái màu đẹp nhất ha. Em có vàng và em có đỏ, có vàng chữ nữa nè mấy chị. Giải mềm và giải mềm rũ luôn á chị Như Nguyễn, giải mềm rũ luôn. Không, nó có một hoa văn đó chị nghe, em nói với chị rồi, giải mềm rũ luôn ha.
Mai, nguyên một ngày Mai là không có hỗ trợ tăng nâng gói cho ai đâu Vũ. Tại Mai đám cưới của Trường An á, cho nên là bên đó không có hỗ trợ cho giùm bên mình được. Để chút đi. Thôi, nhưng mà Mai ra mấy giờ? Tại buổi chiều là đám cưới ở của Trường An á, cho nên là Mai đã thông báo là Mai không có giao dịch. Nhưng mà để chị hỏi An thử, chờ chút hơn An thử. Đen và vàng số 3 400.000. Đen và vàng số 3. Rồi, Minh Xu Hồng. Chúc Mai Nguyễn Lê. Hai cái hai chờ chút điện thoại cho anh An á. Em gì vậy? Hai cái 400 hả? Hai cái 400 đúng rồi. Dạ. Tại vì mẹ đâu nó cũng vậy hết đó chị. Chị Trúc Mai Nguyễn Lê áo vàng 78 kg của chế. Trúc Mai Nguyễn Lê lấy số 2 thôi nha chế. Hôm nay like hơi chậm chút, mấy chị đừng có buồn bỏ đi nghe tàu em. Like mà không có người coi mệt chết mẹ luôn. Rồi số 2 của chị gì quên rồi. Trúc Mai Nguyễn Lê. Nè đưa cái bịch kép bỏ vô anh ơi. 200. Trúc Mai Nguyễn Lê. Rồi tiếp tục ai xin địa chỉ số điện thoại Trúc Mai Nguyễn Lê luôn. Vô inbox đi chị. Như Nguyễn thành phố lấy gì ạ? Lấy màu đó. Lấy màu đó là phải lấy màu gì gái? Áo em mặc dìa không chị? Áo số 3 kim thoa trần mặc dừa. Mẫu áo này lâu lâu nó có hàng bự như vậy thôi. Chúc Mai gì á, vô cho địa chỉ điện thoại luôn. Như ơi lấy màu gì Như ơi? Như Nguyễn thành phố ơi lấy màu gì? Vải mềm rủ lắm nha. Như Nguyễn thành phố lấy màu gì báo lại giùm em. Mấy mẫu đầy kim thôi lên nên lấy số 3 đi. Cổ Bình Như số 2 vàng. Cổ Bình Như nó thích mặc áo có cổ. Hai màu đỏ của Như Nguyễn số 2. Ok chế. Cổ Bình Như 200. Ở lộn, Như Nguyễn thành phố 200. Như Nguyễn thành phố 200. Có bị quá. Coi thử có chốt nữa. Rồi mấy chị, có chốt nữa hay không thì bác hộ. Cái này mà mặc với quần sọt quần tây mê lắm. Vải mềm lắm nha. Kim thoa trần vàng. Dồn áo ngực. Ok rồi, kim thoa trần này dồn áo ngực cái kim thoa trần. Vàng mà. Vàng. Đọc sao quá trời. Rồi kim thoa trần. Trời. Ở khu vực kim thoa trần đó. Về của kim thoa trần có rồi chứ. Rồi kéo cái này để ăn chú này. Không. Không có chung được đâu anh. Không có chung được đâu. Để chút tụi nó về tụi nó làm rồi. Không có chung hàng gì được đâu. Không để đi nó. Em có mấy đứa nhỏ vô rắn mắt đầu ấy. Không có ai nhắn tin nè. Em có một con đầm vàng mà size dưới 82 kg. Hồi bữa em sale hết rồi. Nè cái này khách trẻ hàng về. Cho nên là bây giờ sale tiếp cho mọi người nè. Con này dưới 82 kg. Chị nào hồi bữa chưa chốt thì con đầm này hôm nay chốt là xuống mánh nha mấy chị nha. Đen của Thủy Thu Phạm. Kiếm con đen số 2 cho Thủy Thu Phạm nha anh. Thì chị nào hôm nay con đen số 2. Thì chị nào hôm nay chốt con đầm vàng là xuống mánh 280 dưới 82 85, dưới 82 83 kg ha. Dưới 82 83 kg. Con này là 280, xe cho mấy chị một cái giá là 180.000 đồng bạc. Chị nào chốt đầm vàng nói chung là dưới 85 kg thì 75 đến 85 kg đầm vàng. Chị nào chốt đầm vàng thì báo giùm em ha. Thank you.
Chị Yên ơi, cho xem lại áo. Chị Yên ơi, anh Tư quăng cái này cho anh Tư treo lên nha. Rồi áo khoác nha, áo khoác 70 đến 100 ký. Áo khoác 70 đến 100 ký ha. Chị nào chưa có áo khoác thì tranh thủ chốt áo khoác nha. Cái này là 70 tới 100 ký mà vải rất là đẹp mấy chị. Thứ nhất là có tay sọ ngón ha. Thứ nhất là có tay sọ ngón nha. Thứ hai, đây, thứ nhất có tay sọ ngón nha các chị. Thứ hai là nó có túi trong về thứ ngoài. Thứ ba là nó có nón trùm đầu. Thứ ba là có nón trùm đầu và có dây rút cổ. Mà vải rất là đẹp nha. Cái này là xanh đậm nè. Cái này là các chị chốt giùm em là xanh da trời nè. Xanh da trời nè ha. Xanh da trời. Cái này các chị chốt giùm em mẫu mã bò. Chốt giùm em mã bò mấy chị ơi. Mã bò nha. Mã bò. Con này của em. Mã bò cái gì? Chốt giùm em mã tím đậm nè. Mã tím đậm. Chị đang chốt mã tím đậm. Chốt giùm em mã tím đậm. Hôm nay mấy chị có coi lại xếp bụi đồng ngày hôm nay về không? Thì báo em nha. Coi là tím đậm đá nè. Tím đậm đá vậy coi dễ mà một con nữa là màu vàng. Quấy quần được không? Được mà, con này mặc cái quấy quần là mê. Con này dễ thương lắm. Chị ơi, áo đó có ra màu không để mình biết. Cái này là chị không trả lời Đỗ Quỳnh Như được nha. Ví dụ như cái gì biết thì trả lời được. Còn cái này không biết, không trả lời được ha. Là cái nào biết thì trả lời được, còn cái nào không biết không trả lời được ha. Trả lời thẳng thắn luôn. Ví dụ như biết mà không trả lời được thì nó kỳ. Nhiều khi em quên chồng em bỏ vô vậy. Về làm thử nước đầu đi Đỗ Quỳnh Như. Giờ mày hỏi về cuộc tình trái ngang quá. Thật lòng luôn á. Hỏi kiểu này cuộc tình trái ngang quá. Áo của Tông ngày hôm nay về cũng đẹp. Nói chung về mà một ngày nhiều hàng quá. Em bị rối loạn tiền đình luôn mấy chị. Em bị rối loạn tiền đình. Giờ mấy chị muốn em like gì mấy chị nói đi. Giờ hàng nhiều quá em cũng biết em like gì trước nữa. Giờ mấy chị muốn em like gì mấy chị cứ báo em đi. Vậy đi. Cho nó lần. Đó, muốn em like gì thì em bắt lên like. Chứ giờ em đồ nhiều quá giờ em không biết like nào trước luôn. Mấy chị đâu rồi? Mấy chị đâu hết rồi? Cuộc đời. Ủa nãy lên xếp bộ nè. Giả bộ cho xem nguồn tay hả chị Khang Nguyễn? Rồi ok giả bộ. Xếp bộ ok xếp bộ. Anh đưa 3-4 cái xếp mà đỡ cho biết luôn chụp hình đưa ra em like nha. Nguồn tay của chị Khang Nguyễn phải mấy ký con? Có luôn. Mấy chị ứng gì có lấy à. Còn mấy chị muốn sẽ con thì ngày mai. Xem nguồn tay hả chị ha. Từ nha. Đây. Quần tay của chị Kha nè. Quần tay. Cái bộ em mới lên đùi á. Chờ chút chị Tư lên. Đây quần tay. À, à, nói chuyện với này nè. Có. Rồi lấy đi. Sai nhiêu ký? Nè phải to. 85. Kìa lấy sai 2. Kìa kìa. Anh mới lấy đó. Đây mấy chị ơi, quần tay. Quần này là size từ 70 đến 88-90 kg vừa. Quần tay này ha. Đúng rồi, độ co giãn rất là dữ nha. Quần này là 70 đến 90 kg bao vừa. 70 đến 90 kg bao vừa quần này. Chốt giùm em quần lưng caro. Quần này bán cho mấy chị với giá là 200 ngàn. Mấy chị mà bỏ 300 ngàn mấy chị ra tìm quần tay. Em nói thật mấy chị, chưa bao giờ mấy chị mua được một cái con quần mà vải như thế này đâu. Em nói thiệt với mấy chị á. Nè, nhưng mà hay lắm nha. Cái chỉ á, mà từ đây mà lót tới bến Linh Kiều á, nó cũng không đứt chỉ mấy chị nữa. Cho nên mấy chị lưu ý giúp em ha, lưu ý giúp em. Đây, rồi chốt giùm em con quần đen này nha mấy chị nha. Chốt giùm em con quần đen. Con này quần đen đá nè, hoặc là quần caro lưng. Quần caro lưng, quần này chị Khang Nguyễn nên lấy nè ha. Quần này chị Khang Nguyễn nên lấy nè, chị Vi Tu nên lấy nè. Nói chung là quần tay bên nhà em mê lắm. Chị nào đã từng mua quần tay nhà em thì chỉ có từ mê tới mê thôi. Mê lắm. Chứ không phải mê thường đâu mấy chị. Rất là mê. Rồi chị nào chốt con quần này thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào chốt con quần tay này thì chốt lên giúp em ha. Khang Nguyễn một cái 200 nè. Khang
Kha Nguyễn 200 nè. Có nguồn này mà chị Kha về là chị Kha nhìn cái mình bãi thôi là chị Kha mê. Ha. Hồi thu vừa nè, hồi thu lấy nguồn này luôn đi. Hồi thu vừa nè. Nguồn này bãi êm lắm. Hồi thu một cái 200 nè. Hồi hồi thu có bill. Rồi chị Bi Tu nè. Hình như em chưa bù một cái áo cho Vi Tu đúng không? Đúng không thì báo cho em ơi Vi Tu, em bù áo luôn khỏi mất công. Chưa bù áo thì báo giùm em bù áo cho Vi Tu luôn nha. Vi Tu không thu bù cái áo hồi bữa trước bị lỗi. Rồi chị nào chốt quần chốt lên giùm em quần nha. Chốt quần lên giúp em. Quần này có màu đen thôi. Còn quần màu khác là từ từ em đưa phục hàng khác lên chị. Ha, cột quần nha. Cột quần. Sao ông nội ông lên nghỉ đi ông nội. Thôi đừng có rửa nữa, rửa nữa nó văng đồ, nước vô đồ cái. Cái nó bị thúi đồ luôn á. Ông nội nghỉ ha. Nè có ba quần trăm ký nè. Đây đây ba quần trăm ký nè. Chị nào mà 90 tới 100 ký hút quần này nè. Chị Vi Tu lấy thêm quần này nè. Riêng chị Vi Tu là lấy thêm quần này. Chị nào 90 tới 100 ký chốt quần này nè. Quần này có mấy màu không? Ừ, hồi Tu lấy thêm màu này nè. Đây. Hồi Tu lấy thêm mẫu này nè. Có màu đen nè nha các chị nha. Mẫu đen. Cái này là màu đen nè ha. Cái này nhiều màu lắm. Lấy thêm mẫu mới đi, hồi tôi mắc gì lấy mẫu hai cái bà nội. Nè, quần 68 kg chị có bộ Quảng Châu không? Quần của Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh nè. Có bộ Quảng Châu, Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh. Hôm nay về bộ Nhung nè. 200 của Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh. Cái này là màu tím nè, Vi Tu. Cái con này là tím đậm nè ha. Con này tím đậm, con này là 100 kg nè. Tím đậm. Con này lấy kim rồi. Rồi con này là xanh nè. Xanh nè. Đó mấy chị coi vải nè đã. Xanh nè. Tím tím này là 220 nha Thủy Thu Phạm. Tím này của Thủy Thu Phạm 220. Cái bao này là 220 lận. Rồi đó em còn mấy màu rồi đó. Con này cũng tím nè. Con này cũng tím. Ba đi trước rồi ba đừng đi sau té. Con này là tím luôn. Mẫu quần này là Vi Tu nè. Hoài Thu nè. Là nên lấy mẫu quần này nha. Không em tuyên bố cứng cựa luôn á. Mẫu quần vải đẹp lắm. Mấy chị ơi quần mà đụng vô cái mấy chị mê tích xà lò luôn. Đừng có nói mê thường thường. Hãy đọc kỹ số ký. Đọc tới cái thứ ba rồi chốt xanh tím đen. Xã của Thủy Thu Vạn nè. Xanh tím đen. Rồi ba cái này nè. Ba cái này của Vi Tu 606. Rồi cái này của Minh Su Hồng nè 220. Của Minh Xuân Hồng. Chưa tới 5 phút luôn á. Rồi lên xếp bộ đỏ đô đầu tiên nha mấy chị nha. Em là trong ngày hôm nay xếp về là em mê cái xếp này nhất. Xếp này 250 đỏ đô. Ngày hôm nay về là em mê cái xếp này nhất. Ha. Em mê cái xếp này nhất luôn. Là xếp đỏ này nè. Ha đây. Đây mấy chị xong cái này lên áo lẻ cho mấy chị. Xếp đỏ này nè. Ok chưa mấy chị. Đỏ đô kèm quần dài. Chị nào chốt đỏ đô kèm quần dài, chốt giùm em đỏ đô kèm quần dài. Xanh với đen. Coi thử còn hàng không nha, hồi thu chứ không có còn hàng đâu.
Thôi thu lấy thêm cái này nữa đi bà nội. Thật lòng luôn. Hết rồi. Thôi thu lấy thêm cái này nữa nè. Lấy thêm cái này nữa đây. Quần hai lưng nè. Nè chốt thêm cái này nữa đi. Chứ không có còn quần đâu hồi thu. Về nhà mặc mấy cái quần này mà không mê kiếm tôi. Nè xuống 397 trần đạo kiếm tôi. Chốt thêm hồi thu cái này 200 rồi đi. Hết quần bà nội. Hết. Cái bộ đỏ này là kèm với quần dài 250 ngàn. Bộ đỏ kèm với lại quần dài 250 ngàn. Rồi chị nào chốt bộ đỏ này chốt lên giúp em bộ đỏ mấy chị. Bộ đỏ 250 ngàn. Ha. 250 ngàn bộ đỏ. Chị nào chốt bộ đỏ chốt lên giúp em bộ đỏ nha. Chị gái cho em đổi đâu. Chị muốn đổi cái gì chị chụp hình qua tin nhắn á. Chị báo trên đây làm gì. Quần hai lưng mặc đẹp đó thôi. Quần hai lưng đẹp mà. À, bộ này là bộ đỏ phải không anh? Rồi bộ đỏ ngọc trai. Chốt lên giùm em bộ đỏ ngọc trai kèm số ký nha. Bộ này có size tới 100 ký. Bộ này còn đẹp nè. Bộ này mấy chị mà ưng mua bộ là mua bộ này nè. Đây. Bộ đen sắn ngực kèm với lại tay. Cánh tiên rất là đẹp. Đẹp không mấy chị? Rất là đẹp luôn ha. Bộ áo sắn ngực. Ha. Còn quần hai lưng không? Còn trang chị Trang Phan. Chị Trang Phan này ở Phú Nhuận nè. Anh Trang Phan thành phố review đi. Trang Phan thành phố Phú Nhuận. Quần hai lưng này mặc sướng lắm. 200. Quần hai lưng này chị nào đã mặc rồi sướng lắm. 200 của Trang Phan Phú Nhuận. Em được hai quần hồi thu. Hai quần. Đang like tới gì à? Ừ like bộ sắn ngực. Bộ sắn ngực đen. Vải mê. Nói chung là vải rất là mềm mại mấy chị đây. Vải mềm mại cực kỳ nha. Mấy chị có cái form đồ không mấy chị cũng thấy mê nữa đừng nói chi. Rồi chị nào chốt xích bộ 98 này chốt giùm em 240. 240 xích này nha. 240 xích này. Ai nữa anh? Trang Phan lấy thêm quần 202 nữa. Quần 202 hết rồi. Tôi có một cái quần lưng caro với một cái quần hai lưng ha. Và Vi Tu thêm cái quần hai lưng của Vi Tu 200 nè. Thêm cái quần 220. Quần 220 giờ cái bao hàng chưa kiếm được chị Trang ơi. Em chưa kiếm được cái bao hàng tại bữa nay mấy đứa nhỏ nó đi hết á. Cái quần đó thì em cũng còn. Rồi đây nè, quần 220 nè.
là quần 220 nè. Rồi quần 220 chị nào còn nhận được hàng rồi chưa? Nè quần 220 nè. Không phải đâu. Không có được, phải không? Đúng rồi, quần 220 nè. Rồi quần 220 còn một nùi nè nha. Ai chốt chút thêm nha. Cái này là màu đỏ đô. Size này là những size 85 đến 100kg nha. Size này là từ 80, 85 tới 100kg. Đỏ đô là 220. Mã bò 220. Mã bò này mấy chị 220 ha. Mã bò 220. Cái này xanh đen 220 đó. Chị Trang Phan hay chị Vito, ai chốt thì chốt nha. Rồi 220. Rồi xanh đen. Chốt bò 220 của Vito. Nói chung là ít hàng ở đây này, là đưa lại cái mã bò này anh ơi. 220 của Vito. Xanh đen cũng đẹp nè ha. Nè màu này đẹp nè. Màu này nãy giờ chưa thấy luôn nè. Vải đẹp lắm nha chị Vito. Không có cái khi nào mà có hàng gì lắm. Vừa hết đó chị Hồi Thu. Còn anh Tư để anh Tư ra lấy cái quần caro xả cho Hồi Thu đi. Rồi Hồi Thu muốn lấy lại quần màu gì thì báo. Màu này là màu nâu nè. Màu nâu. Để kiếm đen hết đen rồi đây nè. Hết đen rồi. Hết đen nè, đây đen. Đen thôi. Rồi Trang Phan đen 220 nè. Trang Phan thành phố đen 220. Nói chung là màu nào cũng đẹp hết mấy chị. Màu nào cũng đẹp. Nè em có con nâu nè. Nâu đẹp không? Nâu đẹp quá trời. Con này là con nâu nha. Con này là màu mã nâu nè. Mấy con này chị nào size bự chà bá đó. 85 đến 100kg. Mấy cái quần lưng caro á. Màu xanh ngọc nó cũng đẹp. Rồi để cho chờ đổ cho Hồi Thu cái 220 màu xanh đen nè. Rồi gặp cái 200 nha. Bỏ cái 220 vô. Đưa 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 cho em. Rồi đúng rồi đó. Nâu 220 của Vito. Vito 220 nè. Quần đây mà về cầm lên không mê thôi đi kiếm tôi luôn. Vito 220 nè. Bì nè anh ơi. Vito 220 nè. Rồi xong chưa mấy chị? Xong chưa? Rồi lên tiếp xếp nha. Màu bò cũng đẹp. Màu bò là đẹp nhất nhối luôn. Bò là đẹp nhất nhối. Lấy cho mẹ cái bì đen chép lên kiểu Vito luôn. Đỏ đô cũng đẹp hả mấy chị? Đỏ đô cũng đẹp. Còn cái đỏ đô. Đỏ đô cũng đẹp. Em nói hả, vải mê say luôn. Vải mê say luôn. Vải không có từ nào diễn tả được hết đó mấy chị. Cái vải của cái thằng này sao may hay lắm. Kể cả những cái mẫu đá mà tụi Quảng Châu nó may cũng mê. Trời tối nay view gì mà có mấy chục người trời. Hồi nãy hình như em có thiếu Vito gì đúng không? Em có thiếu Vito cái áo đúng không? Đã vô rồi đó. Có nổi rồi nè. Có bỏ vô rồi đó. Đi ra nãy hỏi chưa thấy trả lời. Ủa em có thiếu anh vô Vito và Facebook ý em coi ạ. Facebook ý em đó nha. Rồi cái chị nào mua quần lấy kim không thì báo em ha. Bộ nhung. Rồi lên bộ đây, bộ đây là bộ sắn ngực đúng không? Rồi sắn ngực. Cho mấy lần chút về chụp hình nè. Đây là bộ sắn ngực. Nhiều quá nhìn quá. Nhiều quá nhìn. Rồi sẵn ngực. Anh để đồ lên không? Rồi đúng rồi. Rồi lên cho mấy chị bộ reo nha. Ủa chưa bao giờ mà em lên xích bộ mà em không bán được như ngày hôm nay luôn mấy chị. Thật lòng luôn. Chưa bao giờ mà nhà em lên mẫu xích bộ mà nó như ngày hôm nay luôn á. Đồng chuột luôn. À bây giờ còn xanh với nâu với bò với đỏ rồi gái. Bây giờ chỉ còn xanh, còn bò, còn cái nâu nè nè. Hồi Thu lấy cái nâu nè, Hồi Thu lấy cái này
cái nâu xám, nâu lai xám này nè, cái này nè, Hồi Thu lấy con này đi gái, con này dễ lên đồ lắm nè, lấy cho Hồi Thu con này đi anh, con này dễ lên đồ. Rồi chú giùm em xích rêu. Trời ơi, ngày hôm nay giờ xét quá trời đẹp và đồng cũng quá trời đẹp luôn, mà mấy chị không đá động gì tới em luôn đó. Đây rồi, xích rêu quá trời đẹp luôn. Rồi xích rêu kèm nguồn chính tóc. Rồi bán cho mấy chị với giá 240. 240 xích rêu nha. Rồi chị nào chốt rêu chốt lại, lên giùm em rêu. Rêu 240 ha. Chị nào chốt rêu thì chốt lên giùm em rêu với 240.000 rêu nha. 240.000 rêu. Chị nào chốt rêu chốt giúp lên giùm em rêu 240.000. Bỏ trên cầu thang luôn anh. Là một cái mẫu đầm ngày hôm nay về nữa, 280. Đây, đầm nhung cổ rộng. Đây mấy chị coi giùm em cái phơn này nè. Xin cái gì? Lấy rồi, lấy cho Hồi Thu rồi. Rồi đầm này có tổng cộng 4 size nè. Set rêu XL cũng hộp nở mùi á. Anh lấy đi, anh xuống dưới anh lấy đi. XL cũng hộp nở mùi. 240. Vải đẹp lắm chị nở. Vải quá trời đẹp luôn. À lấy đứng luôn nè. À lấy đứng luôn dưới nè. Biết là lời đúng không? Đúng rồi. Biết là này đúng không? Đúng rồi. Chính là 240 một lần. Rồi đây là đầm nhung ngày hôm nay về, hồng mỹ chi XL luôn anh. 24. Qua đây. Hôm qua anh ghi tiền đó, anh ghi cái đó cho nó rồi đó. Nói cho từng thật đó. Nói nữa Nguyễn. Thế là nào luôn hả? Hồng mỹ chi. Rồi hồng mỹ chi. Rồi. Ok cho coi là sẽ ra đầm này nè mấy chị, đầm nhung mới về luôn. Đầm nhung mới về ngày hôm nay 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg đầm nhung. Cái gì nè trời. Chị nào chốt đầm nhung này chốt lên giùm em đầm nhung nha. Đầm nhung này cũng 4 size mấy chị. Dưới 70, dưới 80. Lên nè anh. Lên đưa ba xét lại, đưa lại em cho người phun coi lại. Anh mở vô cái bì bỏ anh còn ngang là chút phải lùng cái gì nữa chứ. Rồi mấy chị ơi. Xét đỏ đầu tiên. Mà hôm nay xét nào về cũng dễ thương mà lại bán không được, làm như bị mất phong lòng. Xét đỏ mới về. Xét đỏ ngọc trai nha. Đây xét đỏ ngọc trai. Chị nào chốt xét đỏ ngọc trai chốt lên giúp em giùm em xét đỏ ngọc trai mấy chị nha. Đây mấy chị, xét đỏ ngọc trai. Chị nào chốt xét đỏ ngọc trai thì chốt lên giúp em ha. Đỏ ngọc trai 4 size. Rồi xét rêu mới lên luôn. Hỏi chị Nguyệt Thu, chị hôm qua có một cái nick của Nguyệt Thu y như vậy, phải của chị không, lấy lại không? Hôm qua là phải nick chị Nguyệt Thu vô đặt đồ không vậy? Cái này là xét rêu nè. À, chị nào chốt rêu chốt lên giúp em xếp rêu quần chín tóc. Xếp rêu là quần chín tóc nha quý vị nha. Mà vải coi giãn dữ lắm, cũng là 4 size. Nói chung là nhà em lên lúc nào cũng 4 size vậy đó. Rồi 4 size mấy chị. Tiếp tục mấy chị. Đầm nhung 280 thì Ngọc Nữ đầm nhung mặc lên rất là sang luôn. Cái mẫu đó em lên đồ rất là đẹp luôn. Rồi một cái mẫu này nè. Đỏ Lê Tấn Đạt 2X. Ok chị. Để lên luôn chị, em nói chị là hôm qua. À em đó chị ở đây. Đây là mã sáng ngực nè chị Nguyệt Thu. Mã sáng ngực là Nguyệt Thu đây nè. Mã sáng ngực hơi bị mê nha. Mê cực kỳ. Mã sáng ngực mê lắm mấy chị. Mê lắm 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 luôn á đây. Mã sáng ngực. Rồi chị nào chốt mã sáng ngực thì chốt giùm em mã sáng ngực kèm số ký. Mã sáng ngực tay cánh tiên có phối bò. Mã sáng ngực tay cánh tiên phối bò. Mã đỏ và mã rêu. Ngày hôm nay về ba set đó. Hôm nay có về áo này nè Lê Tấn Đạt. Hôm nay mấy cái áo lễ thôi. Hôm nay về áo này nè. Áo này 200 mà đẹp lắm. Vải cô tông đẹp lắm, có size dưới 95-97kg luôn. Áo có cổ đỏ nha. Ở sau là hình đại bàng. Rồi con áo này mà mặc với mấy cái chân váy mê lắm. Em có màu đỏ nè, có màu vàng nè, và có màu đen. Áo này 200 nha. Chú giùm em áo có cổ cô tông mềm lắm. Cổ tông mềm rũ luôn. Đây mấy chị áo có cổ. Rồi chị nào chốt áo này 200 chốt giùm em nè. Rồi mấy chị ơi, có chốt không? Nhiều cũng chóng mặt nữa. Rồi xong chưa mấy chị? Rồi chưa bao giờ mà la mấy chị im ru im rít đồ đít con xanh như giờ luôn á.
chưa? Rồi mấy chị không chốt gì ha, lấy em áo đen với lại bộ sắn ngực. Rồi ok chị Lê Tấn Đạt nè. Rồi thôi để mai like đi mấy chị, đồ vô cho em nhận đồ rồi. Mới mua bên chị mà ưng ghê. Ủa Linh Nguyễn mới mua lần đầu. Lấy áo đen số 3 đi anh ơi. Lấy áo đen số 3 giúp em. Đó, cái đó luôn, số 3 luôn á. Đó đây nè. Giờ kia tên này em thấy số 3 mà. Nói chung là em bán hàng 200 của Nguyễn Thu đúng không? 200 của Nguyễn Thu. Cho em xem bộ chính tắc quần đen. Lê Tấn Đạt á cho anh cho. Thì chỉ qua Nguyễn Thu là nói đó, phải đó. Cái bộ sắn ngực đen hay ít nữa. À lấy cái bộ sắn ngực cái ngọc hai bộ đen á đưa lại em coi lại. Sắn ngực đen. Sắn ngực đen. Đưa lại mấy cái set này. Đưa lại mấy cái set này. Set đen là lòng nha. Đưa lại set đen sắn ngực nha. Chế nào hỏi. Đây. Ờ đúng rồi chị Vy Tu, chứ đâu bao giờ mà có hàng đây liên tục đâu. Vy Tu 220. Họ chốt cái đồ mà mắc nãy giờ suy nghĩ nửa tiếng hồ trời. Không có hàng trăm ký này đâu. Thật sự luôn chị Vy Tu. Một năm trời đi em được 20 cái. Chưa tới 20 cái nữa đó. Đen sắn ngực vải rất là đẹp nha. Chị nào không mua cái bộ đen sắn ngực này là mấy chị hấu hận kể cuộc đời luôn. À hấu hận luôn thật lòng. Đây. Coi giùm em phát đi mấy chị ha. Đen này là đen sắn ngực nè. 4 size dưới 70, nhưng mà đen sắn ngực này vải mê lắm. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Rồi chị nào hỏi đỏ, ai làm gì làm, nhớ ngày hôm nay tôi cũng có một bộ đỏ nha. Đây đỏ, đây đỏ đô mấy chị, đỏ đô nha. Chị nào chốt đỏ đô chốt lên giùm em đỏ đô. Đây mấy chị đỏ đô. Rồi chị nào chốt đỏ đô chốt lên giúp giùm em đỏ đô nè. Đỏ đô. Đỏ đô là quần dài 250.000. Rồi còn một bộ cuối cùng là bộ rêu. Còn bộ cuối cùng là bộ rêu quý vị. Vải nào cũng co giãn mềm hết á. Đây bộ rêu. Bộ rêu tay rất là đẹp ha. Bộ rêu ngọc trai. Chị nào chốt rêu chốt lại giùm em rêu. Cho em coi lại đồng đỏ đi. Đồng đỏ đâu chị Linh Na Trần. Nãy giờ em chưa lên đầm đỏ luôn á. Hôm nay em có về hai set nhung đỏ. Đầm đen sắn ngực ý lên lời của Ngọc Nở Nguyễn. Dạ ok chị Ngọc Nở Nguyễn nè. Là Ngọc Nở Nguyễn 240. Cái bộ này chị Ngọc Nở Nguyễn về cầm cái vải lên không mê luôn. Mê. Cái bộ đó đẹp lắm. Rồi hôm nay em về hai bộ nhung. Một nhung đỏ và một nhung đen. Bộ rêu của Duyên Trần ý lên lời. Duyên Trần đi rồi. Đi rồi. Duyên Trần, cái tên là 240. Rồi hôm nay em về hai bộ nha. Một bộ nhung đỏ và một bộ nhung đen đó chị. Nói chung là 60 đến 90 kg là ok. Nhung đỏ và nhung đen 220. Trời ơi bộ này 220 mấy chị ơi. Em nói thiệt lòng luôn. 220 không đứt đáng đồng tiền mấy chị luôn. 60 đến 90 kg. À, em có đen và đỏ. Đây. Chị ơi mấy chị ơi làm ơn chốt bộ nhung đi, mặt nó sang chảnh. Mặt nó sang chảnh dễ sợ luôn mấy chị. Rất là sang mà rất là chảnh. Đây. Sang chảnh cực kỳ quý vị ơi. Làm gì giờ mà kiếm cái bộ đồ đẹp như thế này mấy chị. Không thể nào. Mà giá chỉ có 220.000 thôi được. Lấy bao vô anh ơi. Lấy bao vô đưa hàng lên lầu. Rồi xong chưa em chốt, em nghĩ hàng ở đây nhiều quá, giờ nhìn ngọt quá. Ngọt hàng thiệt. Rồi chị nào hồi trưa chưa mua áo thun hai cái 150.000 mai mua luôn. Hồi chốt cái mai mua luôn đi. Rồi xong chứ mấy chị nghỉ nha.